Ra vườn mình ngắm hoa ha. Đây là hoa sứ Thái Lan, hoa màu hồng phấn. Đó, cả nhà xem nè, màu hoa rất là tươi, màu hồng phấn, hoa cánh kép ha, cánh đôi ha, hoa rất là bự luôn. Đây là cây mai Việt Nam của Mỹ nè, mua hôm Tết, bây giờ thì ra nhành lá quá chừng luôn. Cây mai này là cúc mai ha, giang rồng. Cả nhà xem cái gốc của cúc mai nè, cũng đẹp lắm. Cái để mình zoom out cho cả nhà coi làm sao. Đây, cả nhà xem cái gốc của nó nè. Đó, cái dáng của nó rất là đẹp. Đó, giang rồng hả cả nhà. Và ra vườn thì Mỹ nghe mùi hoa lài rất là thơm cả nhà. Đó, hoa lài nè, hoa lài đang nở. Hoa lài. Và đây là hoa lan của Mỹ. Này là dòng lan Wanda. Đó, lan nè. Cái cây này hồi đó Mỹ mua ở nursery có đâu khoảng mười mấy, 15 đồng, 16 đồng, 15 đồng gì đó. Mà giờ rất là đẹp cả nha. Khi mà cánh cây này ra hoa màu đỏ, hoa chùm cả nhà ha. Bây giờ thì chưa có hoa, hết mùa hoa rồi và chưa có hoa lại, nhưng mà cái lá của nó không đẹp cũng đẹp ha. Cái lá của nó thì khi mà dưới ánh nắng á, thì nó chói lên màu hồng hồng đỏ đỏ rất là đẹp luôn. Này cũng là cây sứ Thái Lan của Mỹ. Cây này hình như có mấy màu trong một cây đó, khoảng 5 màu trong một cây á. Đó là quang cảnh chung quanh vườn của Mỹ. Rất là thanh tịnh, vườn nhỏ, bé tí thôi, nhưng mà rất là thanh tịnh vào ban đêm. Đây là chậu quỳnh của Mỹ ha. Chậu quỳnh này được người ta cho. Thì cả nhà thấy ở trong chậu quỳnh này có 7 nhánh, 2, 4, 6, 7, 7 nhánh. 7 nhánh chậu quỳnh này, mỗi nhánh quỳnh là một màu khác nhau ha cả nhà. Này cây lài Mỹ cắt ra để Mỹ ương định cho người thân đó. Cây lài có mùi rất là thơm cho nên Mỹ được ương ra để cho người thân, người quen. Đó, quay quang cảnh chung quanh vườn của Mỹ sơ sơ cho cả nhà xem ban đêm. Nhất là đặc biệt là mùi hoa lài phảng phất rất là thơm cả nhà, thơm ngạt ngào luôn. Rồi, Mỹ mến chào tạm biệt cả nhà ha. Hẹn cả nhà vào những video sau. Chúc cả